Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh với like nhớ like ủng hộ anh em mình nghe. Hôm nay anh em mình sẽ có một trận chiến các bạn ơi. Hôm nay trận chiến của Vũ Mập và Trọng. Anh Hải bữa nay cho ra rìa các bạn ơi. Hải hôm qua nhổ răng sao rồi anh tiên thực lại cái vụ nhổ răng em nghe coi. Anh bữa nay anh cũng thèm nó chứ đúng là được chưa nhổ răng bữa nay đại chiến vài cái thịt. Cần em coi mét. Bây giờ nhổ mấy cái răng hết. Anh nhổ một cái răng giữa với một cái răng cắm. Với con một cái răng cắm nó còn cái chân nào nhổ luôn là hai cái rữ phải không? Nhổ hai cái rữ mà trồng ba cái. Trồng ba cái hả? Ủa còn cái răng sụp sịch sao không chơi luôn? Cái răng này nhổ trống luôn cho đẹp mà ông kêu răng nó còn tốt đừng có nhổ răng cầm đi. Ok chợ nhổ răng nó mất sức khỏe lắm anh hiểu không? Bác sĩ đó ông này được á, em thấy ông này được á. Chứ gặp mấy người khác nó nhổ luôn lấy gì. Đúng không? Tổng đen mới vô Sài Gòn đồ in như gái điên cái đầu luôn nóng. Tổng đang bữa nay vô Sài Gòn nhiệm vụ là đi kiếm chuột cắm nhum cho anh em mà chắc khả năng là khó kiếm quá, chắc là nó suốt ngày nó đi chờ nó kiếm được rồi. Không có Tổng đen thì anh Trạng bữa trước rồi á, anh em mình làm một cái mâm cái nem tiết canh khổng lồ, anh Trạng ăn thấy nó cũng được, với lại anh em mình quá là cảm giác khó chịu khi mà làm cái tiết canh này nó không có đông cho nên cảm thấy rất là buồn. Thánh nào đập phải nói mình anh nghiên cứu làm sao để làm lại để thánh nào đập thể hiện đánh tiết canh đông nha. Hôm nay mà tiết canh không đông là coi như bỏ chứ không có là gọi là lẳng nghe dư đặt nghe chưa. Không đông là không ăn luôn. Không đông là không ăn luôn. Chà đạo vậy chứ thấy thua thì phải có phần thử. Anh em ơi, mình mới làm được cái bùng binh đây. Bùng binh này là cái này gọi là cái quỷ đây anh em mình cuối tháng này mình khui ra. Cái là anh em mình có cái quỷ anh em mình đi chơi, đi nhậu nhạc hay làm gì đó. Cứ lâu lâu anh em mình có cái gì vui hay là phần thưởng hay là cuộc chơi ai thua bỏ tiền đây nha. Rồi. Hôm nay đầu tiên Trạm với Vũ mở hàng nha. Ai thua bỏ như vậy? Ai thua bỏ 50 ngàn đi. 50. Rồi cuối tháng bao nhiêu mà anh em cứ khui ra bao nhiêu còn thiếu bao nhiêu em bù vô đi nhậu. Cách đây mà 7 bữa mà chồng mà hô đi trồng ren là phải làm nhanh hai cái thịt ba chỉ á. Khi nào trồng ren được mới làm chứ. Thì cái nghề mà gần trồng ren là nó đã lợn nó đái rồi. Cứng rồi. Cũng vẫn còn ok ok. Hai cái thịt ba chỉ mỡ nha. Hai cái thịt là một phần hai phần thịt nạc và 8 phần ba phần mỡ. Rồi đúng rồi, bữa nay anh không đại chiến được cho anh làm chục ly nước mía cho mấy em đây. Anh uống được 10 ly nước mía không? Bữa anh Vũ uống 8 ly 9 ly nó trào ra lô mũi đấy. Kệ đi tao chơi anh chọc ly đi thử coi sao. Ok, sáng nay nè mấy anh em mình á dậy thiệt sớm để vào cái lò mổ anh em mình hãm tiết luôn cho chắc chắn nha các bạn. Chứ bây giờ không tin được cái bà bán chợ Bụng Sơn bữa trước bán cho anh em mình nữa rồi. Trạm chiến hôm nay thì mình chia ra mỗi người mỗi kiểu đi. Ai muốn ăn gì làm miếng làm một mâm thôi chứ lỡ đâu Hoàng Vũ làm cái Trạm không được. Trạm làm Vũ ăn được thì nó công đổ thừa nha. Gắt nhất bệnh đổ thừa mà các bạn. Rồi còn anh Hai nè. Anh Hai tiết canh làm nhanh lắm. Anh Hai xuống mua 15 ly mía đi. Xí dịu. Bây giờ đi lái luôn không? Dạ chứ không, nó làm lâu lắm anh. Rồi. Bữa nay anh em mình có đồng phục áo trắng, anh em nhìn thấy Vũ đẹp trai hơn hẳn không? Vũ thì không bèm, Trọng thì bèm nha các bạn. Mỗi ăn mỗi kiểu. Đây tía đây đã hãm rồi, hãm ém rồi. Bây giờ anh em pha này nha. Vũ định pha tỷ lệ bao nhiêu đây? Tỷ lệ một rưỡi đi. Một rưỡi. Trọng định pha nhiêu tùy. Có thứ ai đông hơn là ăn hết. Đây cũng một hai một rưỡi. Anh Hải, đồ nghề anh Hải đâu? Đây đồ nghề anh đây. Để hai thanh niên làm ngang có thử từng chi tiết nha. Sao bỏ vậy Vũ? Đổ bớt. Một giá, hai giá, tỷ lệ hai. Một giá đây là một giá nước. Một chi tiết, một giá rưỡi nước. Giá rưỡi nước mày. Còn anh Hải làm mà tỷ lệ bao nhiêu? Đây là bây giờ bao nhiêu không biết nhưng mà trong đây là 12 ly. 12 ly. Còn mấy ly trên kia nữa phải không? Mấy ly đó là để phân bị phải không? Phân bị. Uống lần đi. Đây trà đi mang uống 15 ly 12 ly mía mới đơn giản đâu. Thì uống được nhiều uống nha. Trạm đang cho bột ngọt cho đông hả? Mọi người một chiếu đánh nha các bạn. Rồi Vũ vô nhân nào. Trạm có làm đây không? Làm tự nhiên đi. Mượn cái gió anh Vũ chút. Đó. Ủa cái gió gì mà trộn qua được ha. Đừng. Anh Hai tự tách ăn hết 15 ly uống nước 12 ly lương mía luôn em. Cái đấy này được nó bao nhiêu được chứ mới à, mới nhau rằng uống nước mía nó tê nó đỡ đau lắm á. Sao nó vô cái ký này chứ còn uống bên đây nhầm răng mắc cười quá cười miếng rồi. Đây là ba giá nước hiện ba giá nước hai giá tiết mà bỏ thêm cũng hai muỗng bột còn hầu cái đó rồi. Vũ đang chờ đông nha không ăn còn nếu không đông là hủy clip luôn nha Vũ. Nhìn cái của anh Vũ nè anh em ơi, chẳng mấy quậy sơ mà Vũ đã đông nè, đẳng cấp Dubai có Vũ xuất hiện rồi các bạn. Rồi Vũ được quyền ăn. Trạm nếu không không lẳng không đặt thì Trạm nhịn luôn ha. Rồi. Vũ nãy pha tỷ lệ một bột rưỡi không Vũ? Một rưỡi. Trạm cũng một bột rưỡi luôn hả Trạm?
đông đông lại là nó làm thành miếng như đồng xương. Anh Hải canh giờ thứ bao nhiêu nhiêu phút mới làm vậy? Giờ là 10 giờ kém 16 phút. Ủa sao nó nghiêng, lấy cái chiếc đũa đó cho anh Hải. Nãy cho nó cân bằng lại cho nó anh Hải. Để đâu lấy đũa đâu? Chiếc đũa già đây, chiếc đũa già đây. Trận chiến bắt đầu nha. Đại chiến thôi. Đại chiến tiếp canh tiếp tục. Vô, mời lên tiếp canh trận này. Trận nó bèm có vẻ nó không đạt bằng bằng Vũ, không đông bằng Vũ. Nãy cái này Vũ thì đông hơn. Sao nữa? Đây là do hồi nãy Vũ nó trận này nó xào lại sơ tiết canh đó. Mời nó sơ thịt nhau lên nha. Hai bạn nha nha. Mời nó nha. Anh tiết canh anh mời uống nước mía nha. Mời uống nước mía không? Vũ sắn cục luôn rồi các bạn ơi. Sắn rồi Vũ. Cái mâm nó sâu lên các bạn. Tay nghề Vũ khá là cao rồi các bạn ơi, lên tay nghề lắm rồi. Không có đậm nước luôn rồi Vũ. Được được được. Anh Hải hết ly rồi. Anh Hải uống mía có bị đau răng không? Mâm này cũng nhiều hơn các bạn. Mâm này nhiều hơn cái mâm mà bằng cái mâm mà mình ăn cơm bằng inox. Thì canh mấy em là mình không có review được, mình không biết nó ăn nó ra sao nhưng mà nói chung cái canh này cũng mỏng mùi vị á. Hồi nãy trạm nghĩ khả năng nó hãm nó bị lộn tỷ lệ nè. Không phải là nó làm tỷ lệ 1-1 luôn chứ không phải là 1-1.5 đâu. Nó mặn quá nó mới khó đông nè. Mặn lâu đông. Nó đông nhưng mà lâu. Mày nó tự làm chứ nó không nấu thừa chú ha. Ừ. Nó mới tôi làm cũng đâu thừa tôi đồng. Tôi đồng thử ra ngày mình thử được bèm chưa? Vũ quan trọng mình nhăn nó bèm hết. Anh Hải mấy ly đâu? À hiểu. Mình nấu khi nào tao bỏ hũ ngọt mà tao bỏ muối không trời? Chắc khả năng mày bỏ lộn hũ muối có chứ. Nó không mặn quá vậy không? Vô lết ra quá mình chấp nhận mình làm mình phải chịu thôi. Đúng rồi. Mình đúng không? Mâm cũng nhận mâm khổng lồ với cái mâm nó sâu cực kỳ sâu anh em nhìn cái mâm này. Nó sâu cực kỳ. À đúng không biết con mắt to bữa nay nha. Nếu bây giờ tao vô tao ăn hết luôn á đại. Dạ, dạ. Ừ. Hai đứa này đỉnh chưa? Ăn món ruột mà. Tôi uống nước mía dễ hơn mà tôi hôm nay ăn hết cái canh mà tôi chưa hết nước mía. Vũ chắc ăn hai mâm đường vô nhìn nè các bạn. Ăn trên biển không? Uống ra cơm mượn đỡ đây chạm nó mua được khá không trời. Đây, mặn quá. Thôi bây giờ Vũ dừng tạm dừng cho anh làm mẫu nước mực muối đi. Xin mực muối chứ không có đáng gì đâu. Để anh thử hai cái bên anh em làm sao nhận xét anh em biết chứ không à. Anh em nhìn nè, nó đông à, nó cứng lên như xa nè. Đẳng cấp đánh tới cần con Vũ rồi lên level rồi. Từ từ. Cái Vũ ăn cái thịt Vũ nó sắc ra. Cái cuốn hàng má nó sực sực sực. Nhưng mà anh thích bèm hơn. Để làm miếng ăn chậm nào. Cái nước bên nãy mình ăn á, giờ tan ra nó đông lại không nào. Mặn giờ đông lại nè. Chồng anh nặn cho tao miếng chanh nè. Thích chứ bèm bèm chứ đẹp hơn nè. Mà giờ mình thấy mâm tí canh con Vũ đã hơn. Ngọt. Cái đẹp mình thấy ngọt có vị ngọt. Hay giờ anh ta nhận chanh vô không biết nó. Ngọt hả? Thôi em làm tiếp đi. Tốt. Anh Hà thử miếng không vui, cái này giờ nó sắn này cứng này hả? Cái này wow. Được được. Cái này anh má nhổ vô đó cái đầu giục luôn á. Giục luôn không? Cúi răng không? Vô đó rồi tiêu rồi. Anh Hải cứ làm sao làm nha. Nghiên cứu là anh nhổ răng xong tổng kết hết bị chơi bao nhiêu rồi em mới báo giá cho em nghe chưa. Khi em đưa tiền trước anh đi chơi anh làm cái gì nữa đã gà cái xăm luôn á. Đúng rồi. Răng nhổ rồi không có tiền trồng vô theo với gió nó lùa qua khi cửa luôn. Gió nó lùa vô như nước màu. Ê Vũ, anh nói thiệt nè. Bữa trước á em vẫn còn ăn thi mâm tiết canh á, anh thấy ăn khó. Nhưng mà anh thấy cái mâm tiết canh đấy nó nhỏ mâm này. Do mình đánh đông nó dễ ăn hơn sao ta. Ừ. Như cái bữa cái niêm tiết canh anh thấy không? Cái niêm tiết canh khổng lồ á. Trạm nhớ không? Ừ. Cái niêm này nếu mà làm đông là anh em mình ăn hết. Mà lỏng mạnh ăn không được hết không? Bữa mấy ông kia ăn cũng dữ không? Uống xong rồi nó hết nước rồi mình đi mới ly bỏ gì rồi để đá nó ra nó cũng có ly nước vậy. Dạ, uống cho khô đi, rồi để xuống. Ừ. Bây giờ nó chặt cái bàn qua để xuống bất cái gì. Anh Hai với Trạm xíu nó cầm giùm cái niêm tiết canh nó trải giùm bà kia nghe. Bà hỏi á. Cái niêm nằm cổ của bà mà. À bây giờ bỏ bất ly xuống được không? Ê.
cuộc thi bắt năm bắt đầu nha, ai ăn nhanh hết trước là a thua là bỏ 50 ngàn vô cái thùng bùng bên nha. Anh Hải dỡ thùng bùng bên lên, quên để chủ quan thùng bên anh để đây. Ừ, để coi thử ai là người khai trương trước. Tháng này là lấy cái bùng bên ra mình đi nhậu. Ừ, tám ly sợ ớn rồi. Tám ly ớn chưa? Tám ly vậy? Anh đi dùng sức chứ, từ từ rồi tụi nó còn ăn mà. Trạng ơi nhanh Trạng ơi, bất phá được không Trạng? Vũ nhanh lắm đâu, mày tiết canh bèm mà. Thằng Vũ nó dài lắm, nhai khó lắm Trạng. Dài khổ không cá ăn vô sao? Uống gì nước mía nó trời, ăn no uống nước mía trời. Xin liền nước mía. Không phải, cái mạng quá, anh chát cái miệng, đỡ bớt. Không, Trạng chuẩn bị 50 ngàn đi. Vũ cái miệng nó ăn chậm mà, cái miệng nó chậm chậm nha. Mà nó ăn miếng nào nó bự á, cái là nó nhanh hết lắm. Wow, sao mà đơn giản với Vũ vậy ta? Đúng là không hổ danh là Vũ mà, thánh ăn đầu trọc mà. Lấy trứng trời vậy đó trời. Anh Hải, anh em nào thích uống nước mía thì cứ tới quán Phượng Đê ngay bờ đê. Nước mía rất ngon. Phượng Đê ngay bờ đê, một quảng cáo giữa ta. Nước mía rất ngon, thì chính nhà các bạn nào cũng thử uống nước mía thì ta. Anh Hải nhiệm vụ là xíu nữa ai thua lấy tiền rồi bỏ một mình nghe chưa? Bụng bên bị to mà để cuối năm anh có chín cái này là tính nó bỏ vô đây lại cho chặt bạn không không có để em hiện trường đấy cho anh em thấy. Bữa nay ăn bữa tiết canh đồng đã luôn hay không ha? Anh Vũ thấy thèm không? Anh Hải thấy thèm không? Anh có thèm quen không được bây giờ cái hàng cái cắm ra mà máy nhổ rồi. Mềm mà nó mềm mà máy nhổ bây giờ em nhà chỗ nào uống làm hai nước mía không vậy ai đi của tôi không nào anh làm mạnh quá mà anh làm mạnh quá anh ráng lại đâu có tôi phát cái lật rồi. Anh còn quay kia còn không? Còn mà để cho nó im đi ha. Để nhiều uống hết luôn này, uống nhiều uống. Uống rồi nó đáng một bữa luôn. Không, Trạng mà thua chắc rồi. Bây giờ cứ cố gắng ngáp ngáp để cho vượt qua được cái mâm cái canh thôi chứ chịu không nổi rồi. Thôi chắc Trạng bỏ tiền rồi, vô xe đột, được cúp rồi. Bỏ tiền rồi. Anh Hải bữa sau nghiên cứu ăn cái thịt mỡ ba chỉ đó là 2kg phải không? Ừ, tầm cỡ phải 4 đến 10 đây mà. Chứ anh... Trước khi trồng răng. Trước khi trồng răng. Một bữa. Cách là một bữa ngày mai rồi okay, okay. Trước bữa rồng đi ăn nãy mình làm kỷ niệm luôn phải không? Bữa nay là anh em mình sẽ định quay clip là hai anh em mỗi anh một mâm tiết canh rồi anh Hải ngoài là làm hai cái thịt mỡ ba chỉ mà cuối cùng anh nhổ răng mắt là thất bại cái pha đấy cho anh uống nước mía cho anh đỡ cái răng nó tê bớt nó đỡ đau bớt nha các bạn. Nhưng mà cái trọng lượng của anh chứ không có đấy mà mừng liền nước mía này mới có thấy bể một mừng rèm này. Cảm sao cảm giác sao phát biểu công nghĩ Trạng ơi mẹ không có chuyện đâu. Do mình làm mình tự làm mình tự chịu chứ sao giờ phải không Vũ? Mà đúng là đây nè, một cái công thức tiết ra đánh ra luôn á Vũ à. Mà người làm đông người không đông á, mới hay vậy. Báo cáo cho sư phụ Vũ là 10 ly mía đã hết không còn 2 4 6 8 10 cũng giỏi. Vũ bữa trước uống 9 ly mà trà trào luôn mũi. 3 ly kia nữa, đủ 13 ly. Thanh niên uống dữ trận. Giỏi á. Nó 10 ly mà. Trạng mà nó uống hết 2 ly không mà anh bợ luôn quá. Đông rồi này đông. Đây. Anh Trạng lần sau rút nghiệm làm đông được Trạng. Vũ nó đánh hoài nó quen mà không chuyên mà. Wow, sao quá. Vũ nay không còn lâm đền luôn mà. Anh Hai nhanh lên, Vũ nó uống hết được kìa. Anh thua Vũ luôn bỏ tiền không? Ấy là đáng lẽ là không biết anh còn 3 ly uống nhanh lên. Đâu, không biết. Anh hết ra 12 ly mà. Không biết. Thì Trạng có lấy của anh mà. Nhanh lên còn 3 ly nữa, anh mà thua là anh bỏ 30 ngàn á. Ừ. Ừ. Làm đi. Thua theo biết không? Hai chịu nào không? Nhanh lên hai. Bùng anh tới canh húp rồi anh hai sợ luôn Vũ. Vũ này bị thằng ăn tiết canh nhập rồi các bạn ơi. Hết rồi. Bùng lên húp luôn. Cho lấy nát anh luôn. Gì cha? Ở gì cha? Cũng ra còn đó mà. Ra nước chứ làm sao mà ông nghĩ sao muốn chờ chờ hết đá hết nước không biết bao nhiêu nước không? Rồi đó em thấy cái canh nó còn chừa cái nước ái không mà. Còn lâm đền. Muốn cạn nữa. Vũ như vậy là mình sống như là không cần tình cần nghĩa, mình ăn phải chừa một xíu để không cần tình cần nghĩa. Thua Vũ à. Không thua thua phải ăn hết cho Trạng. Thử thách hết luôn Trạng, vừa có bản thân luôn đi. Ồ, nó mặn kinh điển luôn mà. 80. 80, bỏ một mình. 80 vậy. Chứ được đâu. Cũng gì chứ được. Trạng 50, anh 2, 30. Còn gì trời. Con chăng luôn Trạng ơi, Vũ ơi, mất công lạc bày. Ừ. Con. Anh 2 thua, anh 2 thua. Hello, em cũng còn. Ừ. Nó ra đá. Em luôn đó đi. Ủa nó ra đá thì tôi hút hết luôn cái gì. Thôi không cãi nữa, anh hai thua. Em luôn đó đi. Tôi làm gì thua rồi. Còn đó rồi, tôi đó rồi. Đá làm sao mà ai. Chủ quan, ai biểu ngồi ngoài chủ quan gì. Nói chuyện nhiều chủ quan gì. Đá là 12 ly. Hiểu. Ừ.
bù bao nhiêu đây với bơi đi không biết. Nó tóm lại là trận bây giờ có ăn hết không? Kỷ lực có phá được không? Mặn quá. Nó tóm lại bây giờ ăn hết hay là mặn? Không hết, không hết. Bây giờ khán giả coi người ta đâu biết mặn hay lạc đúng không Dũng? Vậy là sao? Bây giờ sao? Nó tóm lại là sao? Anh Hải thu tiền. Chịu thua sao? Thu tự thu chú luôn. Trả tiền. Bà tôi uống có 1 ly mà để tôi làm 12 ly. Không biết. 30 ngàn luôn. 30 ngàn. Bây giờ Vũ nè, anh hỏi Vũ bây giờ anh nghĩ là nửa mâm để ăn hết không? Ăn còn ghép nữa cỡ giờ ăn được. Anh Hải còn uống được bao nhiêu ly nữa? Cỡ tầm cỡ 3 ly nữa là uống 10 ly. Là bao nhiêu? 12 ly. 12 ly đó. Không tạm sao? À. Ý là do mặn quá hay là ăn không hết mâm đây? À, nếu mà không mặn ăn hết thiệt. Đấy là thật sự luôn, nhưng mà nó điêu. Thật sự không? Không phải nó điêu thiệt. Ok ok ok. Cái mẹ mà nó chát vô miệng nó đén luôn mà phải uống nước uống bà luôn đi mía chứ nào nó đén quá chịu nổi mà. Phải không? Đó là uống bữa đi. Rồi anh em ơi, anh Hải thử một vũ thử cá thử phải mặn thì không với khán giả mà cầm nói một tràng ăn vàng mà cầm. Hải không ấy gì mà cầm. Quên. Có chỗ mặn hay sao để anh hấp chỗ kia cũng vừa mà chỗ đây còn mặn hơn muốn nữa. Mà sao trạm nó giá này trạm khả năng nó bó lộn à. Vâng. Có khi lúc nãy ông vô ông xào thì ông bỏ mém đâu. Ông bỏ mém ông làm tao chiêu à. Vậy mà. Điên 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 điên. Coi mà mà mà. Ê, remix nè, remix nó vô nè. Mà mà để đâu coi vào kìa tôi uống nước mía mà thầy với cái cành đào vô có 10 ly mà. Ủa có mà hồi nãy có nói mà ta. Thu lây cái đậu thu lây. Thu nhì anh ơi, thêm thu nhất. Anh thu nhất. 30 ngàn không nậu. Quá gì đó. Bỏ vô một mình đưa lại đưa ta đưa đàng hoàng đưa đàng hoàng úp lại cho anh bỏ đàng hoàng vô bỏ tiền mày cái đậu thua úp lại cho đàng hoàng cái đậu người ta phát cái lệch mà hai ly nước mía mà bỏ vô đây rồi chừng đập ra rồi chú có đi nhậu không thì ăn bữa tôi bỏ vô có đi nhậu không có rồi có thôi đập cái đuổi vậy bỏ đàng hoàng nói lại đàng hoàng nói thế nào nói xin lỗi cho Vũ xin lỗi là cái thùng của mình xin lỗi cho Vũ thôi nói vậy cho chú chết mình tình thương mình thương tao để chú tôi bỏ vô mình bỏ vô 30 á em xếp anh như con heo. Ủa sao mới có 10 ngàn? 30. Ủa 30 đâu? 30. Đây 500 nhiêu? Ừ. 30. Thua nhất. Thua nhất. Thua nhất quá không? Được chưa? Không không. Dấu dấu. Chút nữa tôi rút. Đừng có rút. Con binh mà cứ để rút là lấy quà không? Được chưa? Lâu nhỏ nha. Rồi. Cuối tháng này mình khui con binh mình chơi đi nhậu. Thiếu gì em bù vô mình chơi tiếp. Còn ai mà thiếu tiền canh tháng nữa tới nhà trò lấy cái thùng đây đó. Có camera nhiều lắm, thấy vậy camera nhiều đây, lắm á. Đây có 2 camera mà. Lo quá, camera nó cũ. Có một cái GoPro bé với một cái GoPro 8. Anh em ơi, mình xin tạm dừng clip tại đây nha anh em, cả anh em rất nhiều. Nói chung là Trọng chơi Vũ là thánh chọi đá, trứng chọi đá. Bật may để Tùng Đen á, Tùng Đen chắc coi clip này Tùng Đen cũng nóng lắm á. Để bữa nào Tùng Đen nhảy hàng hàng vô chơi kiếm thêm tiền bổ ông bình nha anh em. Chào anh em nha. Chúc em một ngày cuối tuần vui vẻ nha, làm việc hạnh phúc bên gia đình nha anh em. Anh em nhớ like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha.